Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2017, Thành Luân đang rất vinh dự được đón tiếp anh Dương, anh đến từ Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Anh về ký tên lên bộ bàn ghế gỗ cụ ta GTC10 VIP 2 của đồ gỗ Thành Luân. Anh ký cho em dưới gầm cho em. Anh lật hộ em, lật hộ em ký dưới gầm. Ký ra chữ. Bộ bàn ghế gỗ ta cột 10 hàng VIP 2 này. Hàng đỉnh cao của gỗ Thành Luân tôi, và hôm trước chúng tôi đã giới thiệu hai bộ, ba bộ, bộ VIP 1, VIP 2, VIP 3. Rồi, ok. Vân tiếp cho em cái này. Anh Dương thì cũng là một khách hàng gần nhà anh Tuyến, khách hàng của đồ gỗ Thành Luân thôi. Hôm trước anh có ghé qua nhà anh Tuyến để tham quan bộ Minh Nghê và một số sản phẩm. Hôm nay anh về ký duyệt hai cái bộ này. Dưới gầm luôn làm rất đẹp, đẹp từ gầm lên mặt. Và sau khi anh ký xong, tôi sẽ cho vào hoàn thiện bằng mép ly. Rất đẹp. Và con cái đoạn này, anh quay qua chút. Rồi, ok. Bàn cũng không cần ký rồi. Vâng, ok. Và đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn anh. Xin kính chúc anh gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào anh và quý khách trong những video clip sau.